Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ rồi là kỳ 504. Thì có nhiều người thắc mắc là tại sao con của hai bác Châu mất lúc 3 tuổi mà hình ở trên bàn thờ nhìn như cô gái 18 tuổi. Có phải không nào? Thì Adam T. có giải thích bằng cái email gửi cho Việt Thảo như thế này. Adam mới nhận thêm lời giải thích một chi tiết có liên quan tới cô gái con bác Châu. Theo như lời kể thêm của bác Huy là bác Huy nhớ thêm một điều. Theo lời kể của bác Châu gái kể năm xưa là bác Châu trai là họa sĩ và cô con gái của hai bác Châu rất là giống bác Châu gái. Vì quá thương cho cô con gái duy nhất xấu số đoạn mạng của hai bác Châu trai thường họa bức hình cô con gái theo dạng hình của bác Châu gái để thờ cô con gái của mình. Vì vậy bức họa trên bàn thờ năm ấy mà bác Huy thấy có dáng hình một cô thiếu nữ là như vậy đó. Bác Huy mong các vị hỷ thứ cho sự thiếu sót giải thích này. Bác Huy mong các vị đọc được tin nhắn này để các vị hiểu rõ thêm câu chuyện. Và Adam nhờ nơi đây kính lời xin lỗi các vị bởi vì Adam đã không nhận ra sự thiếu rõ ràng này. Trước khi Adam gửi câu chuyện về bác Thảo, không ít nhiều đã làm các vị rối trí. Adam kính mong các vị hỷ thứ cho, kính Adam. Đối với những câu chuyện mà không riêng gì chuyện ma, một cái câu chuyện đó chúng ta kể lại, có đôi khi chúng ta bỏ sót hay là nhiều khi không để ý tới những cái chi tiết. Tại vì mình hiểu chuyện mà, mình kể lướt nó qua như vậy. Nhưng mà cái người nghe có đôi khi thắc mắc. Thì thường Việt Thảo khi kể một cái chuyện gì, tường thuật cái gì của việc có khi người ta nghe không kịp ta hỏi lại. Thì ra mình cũng đôi khi bỏ sót những cái chi tiết cần thiết. Cho nên theo câu chuyện này thì Việt Thảo thấy nó hợp lý ở chỗ là tại vì bác Huy không có kể rõ cái chi tiết là bác Châu trai đó là một người vẽ rất giỏi và thương con, cho nên vẽ lại cái hình dáng của con qua cái hình dáng của người mẹ, tại vì giống mà. Cho nên phát họa thêm hình ảnh của người thiếu nữ, dốc dáng thiếu nữ khi lớn lên, mặc dầu đứa con của mình chết lúc 3 tuổi nha. Thành ra bây giờ thì mọi người đã rõ rồi. Cảm ơn sự giải thích của Adam cũng như của bác Huy và mong quý vị hiểu cho. Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu chuyện tâm linh nữa của Adam T. đã gửi về qua lời kể của các bác nhé. Hôm nay là câu chuyện mà Việt Thảo đặt cái tựa là cô gái Khmer. Đây là chuyện ma kỳ thứ 505 và tính tới ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 thì là chuyện bên lề thứ 1479. Trong này nó bao gồm những câu chuyện như là câu chuyện ma heo của bác Như Nguyễn kể lại. Cô gái Khmer cũng của bác Như Nguyễn. Còn bác Sơn thì kể câu chuyện về âm hồn của núi rừng. Và bác Phương Nam kể về câu chuyện liên quan đến căn nhà bị tịch biên. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nha. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của bác Như Nguyễn trước, đó là câu chuyện ma heo. Đương nhiên, nhân vật xưng là tôi trong câu chuyện chính là bác Như Nguyễn. Xin bắt đầu câu chuyện như thế này. Đây là câu chuyện xảy ra cho người hàng xóm của tôi tên là Khởi, và chính tôi chứng kiến ngày cuối cùng của ông ấy. Sau tháng 4 năm 1975, bắt đầu khoảng năm 1976 thì hầu hết các mặt hàng đều buôn bán theo kiểu quốc doanh. Người dân nuôi heo không được phép bán cho các lái buôn lấy tiền mặt như trước đây, mà phải bán cho quốc doanh và được trao đổi bằng tem phiếu. Các nhà nuôi heo thì đã quen theo cách cũ, chỉ muốn bán heo theo cái kiểu tiền trao cháo múc. Nghĩa là họ muốn nhận tiền mặt sau khi họ bán heo đi. Trong khi đó thì bác Khởi sẵn có nhiều tiền mặt trong tay, phải nói rất thuận lợi cho bác Khởi khi đi đến các vùng lân cận để mà mua heo. Nhưng mà bác phải hết sức cẩn thận Tại vì lỡ mà gặp quản lý thị trường hay là thuế vụ thì rủi ro lớn lắm. Nếu như bị họ bắt gặp thì coi như bác Khởi mất cả vốn lẫn lợi. Tại vì cái việc buôn bán như bác Khởi được cho là buôn lậu. Thì khởi đầu công việc thì có một mình bác Khởi đi vào vườn mua một vài con heo. Rồi bác mang về nhà tự một mình ên làm rồi xẻ thịt để cho bác gái đi bán dạo hoặc là bỏ mối lậu ở các sạp hàng ở chợ. Rồi sau dần dà quen đường quen lối thì tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ ở trong gia đình bác Khởi chung tay để cùng làm ăn. Lúc đó thì bác Khởi mua nhiều heo hơn, xẻ thịt không phải là cho bác gái đem lòn, đem bỏ mối lậu mà đưa cho người đi buôn lậu hoặc chuyển thịt heo lậu về Sài Gòn để bán. Tại vì cái lượng thịt nó quá nhiều. Khi ấy thì bác Khởi có nhờ tôi đi móc nối với các xe thang. Đây là những chiếc xe chạy qua lại nơi chúng tôi ở để nhờ họ chuyển lậu thịt heo về Sài Gòn. Bác Khởi tự đi cân heo rồi mổ heo mà không dám mướn người ngoài giúp. Bởi vì bác Khởi sợ công việc mua và xẻ heo lậu của bác, nếu mà người ngoài biết rồi tố giác với chính quyền thì thiệt là khổ. Công việc làm ăn của gia đình bác càng thuận lợi thì ngược lại cái sức khỏe của bác càng ngày càng giảm sút. Tôi thấy bác ngày một ốm đi, xanh xao gầy mòn. Suốt ngày bác ấy cứ ôm ngực ho sù sụ, nằm thì co quắp người lại như là con heo bị trói bốn chân, và hơi thở thì hì hì e e như là heo thở. Lúc đó thì bác Khởi không còn đi cân heo được nữa. Mọi việc trong ngoài bác Khởi đều giao hết cho anh con trai lớn trông coi. Sau một thời gian lâm bệnh, bác Khởi chạy chữa nhiều nơi nhưng mà không thuyên giảm. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Bác nằm liệt giường không còn đi đứng được nữa. Con mắt của bác trắng dã, miệng thì cứ sùi bọt mép và phát ra tiếng học học như con heo bị người ta chọc huyết vậy. Bác nằm co hai cẳng và hai tay y hệt như con heo bị trói mà đang chờ thọc huyết. Kêu la nhưng mà không chịu nhắm mắt ra đi. Lúc này thì cả nhà bác khấn vái tứ phương và mời cả thầy Pháp về để làm phép giúp đỡ. Thầy về nhưng mà cũng phải lén lén lúc lúc chứ đâu có được công khai. Những năm ấy nhà nước bài trừ mê tín dị đoan dữ lắm luôn. Hôm đó thầy Pháp tới nhà bác Khởi khi trời đã chạng vạng tối rồi. Sau khi xem qua bác Khởi, thầy lắc đầu và nói nghiệp sát sanh của bác Khởi quá nặng, không tài nào cứu chữa. Thầy nói là bác Khởi bị ma heo theo bám và đòi mạng của bác. Thầy nói rằng bác Khởi không những đã giết quá nhiều heo mà còn rất nhiều loại heo khác nhau. Nào là heo nái, heo đực, heo no ngày đủ tháng và thậm chí còn có những con heo con. Và trong số các con heo mà bác Khởi giết, có những con heo chưa hết kiếp làm heo của chúng. Vì vậy, chúng nó oán bác Khởi vì đã giết chúng nó sớm hơn. Vì vậy, những con heo này mất đi cơ hội siêu sanh thoát khỏi kiếp làm heo. Cho nên, chúng nó theo bác Khởi đòi trả mạng cho chúng nó. Thầy khuyên người nhà của bác Khởi nên để một cái thao và cái con dao mà bác Khởi dùng để chọc huyết heo mỗi ngày ở dưới gầm giường mà bác đang nằm. Và đặc biệt là phải để cái thao ngay dưới vùng cổ của bác Khởi. Điều này sẽ giúp bác Khởi ra đi được nhanh chóng hơn và bớt phần đau đớn. Theo y như lời khuyên của thầy, người nhà để cái thao dưới đầu giường và để con dao ở dưới đó. Thì không lâu sau đó, bác Khởi học lên 3 tiếng rồi trào máu tươi ra miệng và bác ấy ra đi vĩnh viễn. Sau đám tang của bác Khởi, các người con, người cháu của bác Khởi đã bỏ nghề mổ heo vì họ đã quá sợ khi chứng kiến cảnh của bác Khởi ra đi. Họ sợ cái cảnh sanh nghề tử nghiệp đau đớn ấy. Đó là câu chuyện ma heo xảy ra cho bác Khởi, người hàng xóm của tôi mà chính tôi đã chứng kiến. Còn đây là câu chuyện của cậu út của tôi có liên quan đến người con gái Khmer. Gia đình tôi sang Campuchia sinh sống rồi tìm đường đi vượt biên giới sang Vương quốc Thái Lan. Ngoài gia đình tôi có 4 người, còn có cậu út của tôi. Tuy gọi là cậu nhưng mà cậu chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi mà thôi. Tôi cứ trêu cậu út hoài là: sao cậu chỉ lớn hơn con có 2 tuổi mà con phải kêu bằng cậu mà con xưng là con? Cậu cười rồi nói: nếu con muốn biết á, thì đi mà hỏi ngoại đi, chứ làm sao cậu biết mà hỏi. Hằng ngày tôi ra chợ phụ bán hàng với ba mẹ tôi. Chỉ còn cậu út ở nhà với em trai của tôi mà thôi. Cậu tôi nhờ có cái mã bề ngoài đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, nên có nhiều cô gái Khmer để ý lắm. Trong số các cô gái này, có một cô gái Khmer lai người Hoa. Vì thế, cô ấy và cậu út tôi có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa, bởi vì gia đình tôi là người Việt gốc Hoa. Trai đơn gái chiếc, kề cận bên nhau. Rồi giữa cậu út và cô con gái Khmer đó nảy nở tình cảm. Chúng tôi ở Campuchia gần 2 năm, rồi chúng tôi bắt được mối để đi vượt biên giới sang Thái Lan tị nạn. Sau khi ở trại tị nạn Thái Lan hơn 1 năm, chúng tôi được định cư đến một nước thuộc Đệ Tam Quốc gia. Sau khi định cư tại đây, cậu tôi trở nên buồn rầu, ít nói. Cậu út không còn cái lanh lợi hoạt bát như trước kia, với cái miệng dẻo kẹo và cái lưỡi không xương đưa đẩy của cậu. Chúng tôi cứ nghĩ là ngôn ngữ là vấn đề trở ngại chính của cậu. Nhưng mà không phải như vậy. Có khi đi làm về, tôi bắt gặp cậu ngồi trốn dưới gầm bàn. Hai tay của cậu ôm lấy đầu. Cậu cứ la oản là: tôi sợ lắm. Đừng có bắt tôi đi, hãy tha cho tôi. Cậu út cứ lặp đi lặp lại như vậy. Rồi có khi chúng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cậu út kêu lớn và giục em trai tôi đóng cửa chính, đừng để cho cô ấy vào nhà. Cậu út cứ chỉ ra cửa, run cầm cập, mặt xanh dờn, mắt thì giáo giác, miệng ú ớ nói không ra lời. Cậu la là cô ấy đến đòi mạng. Khi ấy chúng tôi nhìn ra cửa thì có thấy bóng dáng một ai bên ngoài cửa đâu. Đây là một cái nước thuộc Đệ Tam Quốc gia, chứ không phải là Thái Lan hay là ở bên Lào, bên Campuchia. Có khi cậu út ôm lấy mẹ tôi mà khóc như một đứa trẻ. Điều đó làm cho chúng tôi thấy làm lạ lắm. Có một lần ba tôi đi làm về, thấy cậu út nằm chết giấc ở trong nhà để xe. Ba tôi phải lai thật mạnh rồi đánh dầu gió, bứt tóc mai một hồi, cậu út mới dần dần tỉnh lại. Cậu út kể là khi vừa bước ra khỏi xe, cậu út đạp trúng ngay một thân người. Thì theo phản xạ, cậu út hét lên một tiếng á rồi cậu lùi lại. Khi cậu út mới lùi lại vài bước thì cậu bị ai đó ôm lấy chân, rồi cậu té cái phịch nằm chết lặng rồi bất tỉnh nhân sự. Còn có lần nặng hơn như vậy nữa. Có một buổi sáng trên đường lái xe đi làm, cậu út bất thần thấy một khúc thân người có một cái đầu và đầu tóc bù xù xõa xuống, che khuôn mặt nửa kính nửa hở. Cậu út thấy khuôn mặt trắng bệch đang dán vào kính xe của cậu. Cậu kinh hoàng hoảng sợ, cậu út thắng gấp chiếc xe giữa xa lộ, làm cho các xe phía sau chiếc xe của cậu phải thắng gấp để dừng lại để tránh tai nạn. Rất may là không có tai nạn đụng xe xảy ra, nhưng mà các bác tài kho tánh cũng bấm còi xe và la chửi in nổi cả một đoạn đường. Ba mẹ tôi nhiều lần đề nghị đưa cậu út vào bệnh viện để mà bác sĩ khám, để chẩn bệnh và điều trị bệnh cho cậu, nhưng mà cậu út từ chối. Rồi có một hôm, cậu út bật mí cái bí mật của cậu. Cậu út nói là cậu thường thấy bóng của một cô gái Khmer lai người Hoa mà cậu út đã quen ở Nam Giang khi chúng tôi tạm trú ở đó. Cô ta cứ đến hù dọa và đòi bắt cậu đi theo cô ấy. Cậu út có nói rằng vào đêm trước khi chúng tôi rời Nam Giang, cậu út có ăn nằm với cô ấy và hứa hẹn sẽ chăm sóc cho cô khi cậu được định cư ở một nước thứ ba. Nhưng mà sau khi định cư ở nước thứ ba rồi, tức là sau khi sang đến đây rồi, chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người. Vì vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cậu út ban ngày thì đi học tiếng Anh, đêm về thì cậu út phải đi làm. Cậu út đã quên đi lời hứa hẹn với cô gái ấy. Này thì cậu út gặp vấn đề. Sau khi mẹ tôi nghe cậu út tâm sự như vậy, hôm sau mẹ tôi đi chợ mua một ít bông hoa nhang đèn về, lập bàn thờ khấn vái ơn trên phù hộ cho cậu út mạnh khỏe, làm ăn và hứa sẽ về lại Nam Giang thăm cô gái và sẽ làm tròn lời hứa với cô ta. Sau đó cậu út ít khi bị bóng người con gái hù dọa nữa. Rồi sau khi chúng tôi có được quốc tịch, như lời mẹ tôi đã hứa với các bậc bề trên năm nào, cậu út, tôi và mẹ tôi về lại Campuchia để thăm cô gái khờ mẹ ấy. Đến nơi, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi nghe gia đình cô ấy nói là cô ấy đã mất rồi. Mẹ cô ấy cho biết sau khi cô gái biết mình đã mang giọt máu của cậu út, cô khóc lóc van xin cha mẹ cho phép cô giữ lại cái bào thai vô tội ấy và vượt biên giới để tìm cậu út của tôi. Thấy con gái của mình khóc lóc thảm thiết như vậy, cha mẹ cô đành lòng chấp nhận lời khẩn cầu van xin của cô. Vì để giữ danh dự gia đình, trước mắt là cha mẹ cô phải gửi cô về ở nhà một người quen ở gần biên giới Lào. Cô ấy phải sống nơi đèo heo hút gió để chờ ngày sanh nở. Khi gần đến ngày sanh, thật không may, cô bị trượt chân ngã. Người dân ở đây đưa cô vào trạm xá, nhưng họ chỉ giữ được con mà không cứu được người mẹ. Vậy là cô ấy đã ra đi khi chúng tôi còn đang ở trại tị nạn Thái Lan. Người con mà cô ta đã sinh ra là người con mà cô có được với cậu Út, là một đứa bé gái thật là xinh đẹp, thông minh và ngoan hiền. Cậu Út đã làm giấy bảo lãnh con của cậu sang đây. Từ đó, cậu không còn bị bóng ma của cô gái khờ me về hù dọa nữa. Cậu Út nay đã an vui tuổi già bên cạnh đứa con gái và đàn cháu ngoại, có trai lẫn gái. Và với hình bóng người vợ Khmer đã vội đi bỏ đôi áo mới, như câu hát trong bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần của nhạc sĩ Hoài Linh. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa chưa thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi. Cuộc tình của cậu út của tôi là như thế đó. Còn đây là câu chuyện của bác Sơn với cái tựa là Âm Hồn của núi rừng. Và nhân vật tôi trong câu chuyện này chính là bác Sơn. Tôi và hai anh bạn người Khmer đi lên rừng bắt chim, bẻ măng, hái trái sim gánh về bán cho các mối hàng tại chợ. Phải nói anh em chúng tôi đi khắp nơi của Thất Sơn này. Ngày xưa gọi là Thất Sơn. Thất là bảy, sơn là núi, bây giờ gọi là bảy núi. Tôi nhớ có một lần chúng tôi bị lạc lối ở Phụng Hoàng Sơn, còn gọi là núi Cô Tô, là một núi trong dãy Thất Sơn. Tin tưởng hai anh bạn người Khmer rành đường đi nước bước, tôi cứ theo các anh dẫn đường mà quên đánh dấu trên đường đi như thường lệ. Chúng tôi men theo lối mòn, dốc đá chênh vênh, đường đi quanh co, có đoạn rộng đoạn hẹp, có nhiều khi chúng tôi phải bám theo những thân cây mà đi. Chúng tôi vừa đi vừa phát cây, cành cây chắn lối để lách mình mà tiến bước. Sau khi chúng tôi bẻ đầy những gùi măng, chúng tôi mất dấu, chẳng biết đường xuống núi. Chúng tôi đi lòng vòng lanh quanh mãi trong rừng tre, coi như mất hết phương hướng. Thật sự thì chúng tôi không tìm được lối ra. Có một anh bạn trong nhóm đã leo lên một cây cao để định hướng, nhưng anh ấy cũng không nhận ra chúng tôi đang ở đâu, tại vì lúc đó chung quanh rừng là một màu khói trắng như sương mờ bao phủ. Rồi bỗng nhiên mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời. Gió thổi mạnh như muốn hất tung chúng tôi bay lên trời. Cả ba anh em tôi phải nắm chặt tay nhau để mà tránh gió. Rồi trời đổ cơn mưa, sấm sét từng hồi ầm ầm nổi lên, rồi mưa như trút nước. Trời tối sầm. Chúng tôi nghĩ có lẽ thần sấm thần sét đang đánh với thần mưa thần gió, và người gánh chịu hậu quả là ba anh em chúng tôi, là những kẻ dám phá sơn lâm. Những tiếng sấm nổ vang trời nhức óc, những tia chớp phát sáng xẹt lửa trên bầu trời đen mịt. rồi một cây cổ thụ gần nơi chúng tôi đứng bị sét đánh một cái rầm, thân tét làm hai và cháy xém toàn thân. Rồi là một cây cổ thụ nữa bị sét đánh rầm rầm, ngã, đổ, cũng đổ rầm rầm, góc tróc lên trời. Rồi lại một cây cao nữa bị sét đánh cháy sáng rực cả bầu trời. Ôi trời ơi, phải chăng trời đang nổi cơn thịnh nộ? Chúng tôi quá hoảng sợ, phải nói là phách tán hồn siêu. Chúng tôi vội vứt những gùi măng trên vai xuống đất, rồi quỳ rạp xuống đất mà lại như thế sao? Miệng khấn vái thần rừng, thần mây, thần mưa, thần gió và chư thần chư vị. Nếu chúng con có lỡ mạo phạm tới các vị thần thì cho chúng con xin lỗi, chúng con không cố ý. Xin thần rừng hãy đưa đường dẫn lối cho chúng con ra được cái đoạn đường rừng này. Anh bạn Khmer nói theo như lời của những người Khmer. Khi bị lạc lối trong rừng thì chúng ta đứng chắp hai tay, mắt nhắm lại định hướng và nhất là cái ngón chân cái bên phải cố bám vào mặt đất. Tất cả chúng tôi đều làm như lời hướng dẫn. Chỉ khoảng vài phút sau đó thôi, chúng tôi đã tìm được đường ra khu rừng tre ấy. Anh bạn Khmer nói là sáng nay, trước khi anh em chúng ta vào đây, chúng ta đã quên cúng chư thần chư vị. Vì vậy thần rừng làm chúng ta lạc lối là nhắc nhở cho chúng ta đừng nên quên trước khi vào nhà là phải gõ cửa xin vào nhà. Đúng như lời người đời thường nói, rừng thiêng, nước độc là đây. Rồi một lần khác chúng tôi theo lối mòn đi đến núi cao để săn chim và để hái vài nhánh lan rừng chơi trong 3 ngày Tết. Trên đường đi lên núi, chúng tôi thấy có nhiều ụ gò mối rất là to. Anh bạn Khmer nói, ở trong các ụ mối đó thường là nơi ở của ông mây con. Nên mình rất cẩn thận, không nên nói hoặc có cử chỉ bất kính. Anh ta còn giải thích những người đi rừng gọi rắn hổ mây khổng lồ là ông mây. Chúng tôi thấy những tảng đá dựng đứng treo leo. Những tảng đá này chồng chất lên nhau tạo thành những hang trong núi như những tổ ong. Chúng tôi leo theo vách đá để tìm lan rừng. Đang lách mình qua khe đá, chúng tôi nghe tiếng trúc trúc như gà mẹ kêu gà con. Tôi vội hỏi anh bạn kế bên, ủa, có người nuôi gà ở đây sao? Anh bạn Khmer vội đưa tay làm dấu cho tôi giữ yên lặng. Rồi thì tôi thấy ông mây to lớn và trên đầu của ông mây có cái mòng màu vàng vàng hơi đỏ. Ông mây trường mình đi ngang qua nơi chúng tôi đang đứng. Ôi, một phen hú hồn. Hồn với chúng tôi bay lên mây lên mưa hết. Chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Anh bạn Khmer nói không phải người đi rừng nào cũng có cơ hội diện kiến ông mây như chúng ta đâu. Chúng tôi hôm nay thật là may mắn. Rồi trên đường xuống núi, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng người gọi, Sơn ơi! Tôi giật cả mình và tự hỏi ai gọi tên mình vậy kìa. Ngoài hai anh bạn Khmer cùng chuyến đi rừng, không một ai khác biết tên tôi. Và theo sự thỏa thuận, chúng tôi không gọi tên cúng cơm của nhau. Chúng tôi chỉ gọi theo thứ tự tuổi tác mà thôi. Tôi là người nhỏ nhất thì các anh gọi tôi là Tư. Còn tôi gọi hai anh bạn Khmer là 2 và 3. Thế là tôi vẫn im lặng và tiếp tục bước theo hai anh bạn. Rồi tôi lại nghe, Sơn ơi! Cái tiếng kêu thật là gần, như ai đó đang đứng gần bên tôi mà kêu tôi vậy. Tôi bước chậm chậm và đưa mắt nhìn anh hai. Anh hai đưa mắt ra hiệu tôi thẳng tiến, đừng có dừng lại. Tôi hiểu ý anh hai. Tôi xốc lại cái gùi măng nặng trĩu trên vai lên một chút, rồi theo hai anh bạn bước nhanh chân hơn. Thế rồi chúng tôi xuống núi được an toàn. Chúng tôi dừng chân dưới chân núi Đô Ba Phúc. Trước khi tiếp tục bước chân đi về nhà, anh bạn Khmer giải thích về vấn đề khi chúng tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Anh ấy nói đó là âm hồn núi rừng. Đó là những oan hồn của những người đã chết tới rừng thiêng nước độc này. Họ chết oan uất, họ chết bất đắc kỳ tử nên họ không được siêu thoát. Họ sống lẩn khuất nơi họ mất để hù nhát hoặc chờ người hạp mạng, hạp tuổi hoặc hạp tên mà thay thế mạng cho họ. Còn đây là câu chuyện của bác Phương Nam nói về cái căn nhà bị tịch biên. Và đương nhiên cái nhân vật tôi trong câu chuyện này chính là bác gái Phương Nam. Xin được bắt đầu câu chuyện. Ắt hẳn các chị còn nhớ cái cảnh cúp điện và cúp nước ở các thành phố lớn, nhất là ở Sài Gòn. Nhà tôi chỉ có một trệt và một gác lửng bằng gỗ chật hẹp. Những ngày cúp điện thì thật là khổ sở, nóng bức và ngột ngạt. Không điện, chị em tôi phải dùng đèn cầy để đốt, chứ chúng tôi không có đủ dầu để thắp đèn. Có nhiều khi đang ngồi làm bài tập, đèn điện tắt cái phục. Phải nói bực ơi là bực, đành phải chịu chứ làm gì bây giờ. Thế là chị em tôi gấp tập dở ra ngoài chơi với các anh chị em bạn cùng xóm. Tôi có một người bạn ở nhà lầu 3 tầng rộng rãi, mà nhà chỉ có 3 người ở mà thôi. Bố mẹ của bạn tôi rất là hiếu khách. Hai bác thường bảo tôi đến nhà chơi. Vì vậy, khi hôm nào bị cúp điện, tôi hay sang nhà người bạn lại chơi. Cô bạn tôi tên là Vy Oanh. Tôi nhớ có một hôm tôi đến nhà Vy Oanh chơi, sau khi nhà tôi bị cúp điện trong khi ăn cơm. Tôi cùng Vy Oanh lên sân thượng ngồi chơi cho mát. Khi ấy bố mẹ Vy Oanh vẫn chưa đi làm về. Khi nghe tiếng động ở tầng dưới, chúng tôi nghĩ là bố hoặc là mẹ Vy Oanh về nhà, nên chúng tôi vội cầm đèn cầy đi xuống mở cửa. Khi chúng tôi vừa mở cửa từ sân thượng bước vào tầng thứ 3, thì chúng tôi thấy có nhiều bóng đen chạy vụt qua rồi biến vào trong góc phòng. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ có thể nào trộm lẻn vào nhà, nên Vy Oanh đã đốt thêm đèn cầy để dãy lầu sáng hơn, rồi chúng tôi đi tìm khắp các phòng của dãy lầu, nhưng chúng tôi không thấy một ai cả. Rồi thì bố mẹ Vy Oanh về nhà. Vy Oanh kể với bố mẹ về các bóng đen mà chúng tôi thấy ở dãy phòng tầng thứ 3. Bố mẹ Vy Oanh chỉ mỉm cười rồi trấn an chúng tôi là không có gì xảy ra đâu, đừng có sợ. Chắc có lẽ là bóng của chúng tôi mà thôi. Có lẽ chúng tôi sớm xa sớm sát, thấy gà qua cuốc mà thôi. Một lần khác cũng ở nhà Vy Oanh. Sau khi chúng tôi làm bài, chúng tôi nghỉ một chút rồi học tiếp. Khi ấy thì chỉ có mẹ Vy Oanh ở nhà mà thôi. Bác ấy đang coi tivi ở trong phòng khách. Khi tôi đi xuống nhà bếp, thì tôi thấy bóng dáng của 3 người đẫm ướt. Dường như họ vừa tắm xong nhưng mà chưa thay quần áo. Rồi khoảng đôi 3 phút gì đó, 3 cái bóng đen nó biến mất. Tôi không biết 3 cái bóng đen ấy biến đi đâu rồi. Tôi nghĩ họ là ai đây? Tại sao họ thoát ẩn, thoát hiện như vậy? Trong khi nhà Vy Oanh thì đâu có ai khác ngoài bố mẹ của Vy Oanh và cô ấy đâu. Tôi mới lần dò từng bước chậm chậm lại gần nơi 3 bóng đen xuất hiện khi ấy. Tôi thấy có một vũng nước ở trên sàn nhà. Có lẽ thấy tôi lâu quá mà không trở lại phòng học, cho nên Vy Oanh mới xuống nhà bếp để tìm tôi. Vy Oanh vô tình dẫm chân vào vũng nước mà tôi thấy đó. Cô ta la quái lên rồi kêu mẹ: "Ôi mẹ ơi, mẹ đổ nước lên sàn nhà con suýt trượt chân rồi." Tôi mới sụt ra hiệu Vy Oanh đừng có la quái như trẻ con như vậy. Tôi không dám kể cái sự thật về cái vũng nước ấy từ đâu có, và ngay cả cái sự thật mà tôi đã thấy 3 cái bóng đen, tôi cũng không có nói ra. Tôi nói với cô ta là tôi làm đổ nước lên sàn nhà và đang tìm khăn lau, thì cô ta xuống nhà bếp tìm tôi. Khi tôi về nhà, tôi có kể chuyện mà tôi đã gặp 2 lần tại nhà Vy Oanh cho chị tôi nghe. Khi chị tôi nghe tôi nói nhà Vy Oanh là căn biệt thự 3 tầng ở gần ngã ba đường, chị tôi nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Chị tôi nói căn nhà đó là căn nhà bạn của chị, nhưng mà nghe nói là cả gia đình họ đi vượt biên rồi. Từ đó không ai có tin tức gì về họ cả, và không biết họ sống chết như thế nào. Tôi kể cho chị tôi về gia đình Vy Oanh. Theo tôi được biết, gia đình Vy Oanh mới từ Hà Nội vào Sài Gòn. Căn nhà mà gia đình cô ấy đang ở là được nhà nước, chính quyền mới cấp phát, bởi vì bố mẹ Vy Oanh đang làm cho cơ quan chính phủ cấp cao. Sau khi nghe tôi kể 2 lần, tôi thấy bóng đen ở nhà Vy Oanh. Chị tôi lắc đầu thở dài rồi nói, chắc có lẽ họ đã chết hết rồi. Khi nghe chị tôi thở dài và nói như vậy, tôi đủ hiểu chị tôi muốn nói đến họ là ai rồi. Sau đó dường như là mẹ của Vy Oanh không có được khỏe. Vy Oanh kể cho tôi nghe là mẹ cô ấy luôn có cảm giác có người đi theo mình hoặc có bóng người lảng vảng trong căn nhà. Đặc biệt nhất là những đêm bố của Vy Oanh không có ở nhà thì mẹ Vy Oanh đêm ngủ không ngon giấc. Bởi vì mẹ của Vy Oanh hay nằm mộng thấy có người về đòi trả nhà. Thậm chí bác ấy còn nói họ hiện hình lên rồi bóp cổ rồi dọa nạt và nắm lấy tay của bác ấy lôi ra khỏi nhà. Có những lúc Vy Oanh nghe mẹ la thất thanh, Vy Oanh chạy nhào vào phòng của mẹ thì Vy Oanh thật là ngạc nhiên khi chính mắt cô ta chứng kiến mẹ của cô ta dùng hai tay tự bóp cổ rồi la hét như có ai đó đang bóp cổ bác ấy vậy. Vy Oanh còn nói có khi nửa đêm thức giấc, cô ta thấy có bóng ai đó đang ngồi ở bàn học của mình, hoặc có khi nghe tiếng chuông gõ mõ tầng lầu thứ ba. Không những vậy nha, Vy Oanh còn nghe tiếng người rù rì, sầm xì ở trong phòng bếp, mà Vy Oanh nghe thì không hiểu là họ nói gì. Khi tôi nghe Vy Oanh nói như vậy, tôi nghĩ thầm, bởi vì họ nói tiếng Hoa thì làm sao Vy Oanh hiểu cho được. Vy Oanh còn nói bấy nhiêu điều ấy chưa có đủ đâu. Cô ta không những ngửi được cái mùi hầm thuốc bắc, mà còn ngửi được mùi trầm, mùi nhang trong căn nhà. Tôi trấn an Vy Oanh, bởi vì lại nhà nên bác gái và Vy Oanh có cái cảm giác là lạ mà thôi. Thỉnh thoảng thì tôi có ghé nhà Vy Oanh chơi, nhưng ít khi gặp mẹ cô ấy. Rồi khoảng một năm sau, Vy Oanh nói với tôi tình trạng mẹ cô ngày càng tồi tệ. Tôi có đến thăm bác ấy, thiệt là bất ngờ. Nay bác ấy chỉ còn da bọc xương và xanh xao. Bác ấy từ một con người hoạt bát, vui vẻ và niềm nở, bác ấy bây giờ trở nên người thất thần, không còn sinh khí, đầu tóc rối bời không chải gọn. Khi tôi bước vào phòng ngủ của bác, bác gái la thất thanh lên, "Đây đây đây, họ đến để đưa tôi đi đấy. Ơi, cái Oanh ơi, cứu mẹ với." Rồi bác ấy chạy đến góc phòng, rồi bác ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, hai bàn tay ôm chặt cái đầu và miệng thì nói lảm nhảm điều gì đó mà tôi không rõ. Và thỉnh thoảng, bác ấy quơ hai tay ra như xua đuổi vật gì đang bám lấy người bác. Tôi khuyên Vy Oanh nên đưa bác gái đi khám bệnh. Vy Oanh lắc đầu rồi nói, bố của cô đã đưa mẹ đi 2 bệnh viện rồi, mà mẹ cô ấy đang uống thuốc, nhưng mà không có thuyên giảm và càng ngày trầm trọng hơn. Tôi thấy mẹ Vy Oanh sống trong tình trạng như vậy, tôi cũng xót trong lòng và thương cho bác ấy. Tôi thấy áy náy lương tâm vô cùng, bởi vì tôi đã và đang giấu một sự thật mà có lẽ cả bố mẹ Vy Oanh và cả cô ấy không biết về chủ cũ của căn nhà mà họ đang sống. Chủ của căn nhà này, có lẽ họ đã bỏ mạng trên đường vượt biển rồi, nhưng mà họ không nỡ từ bỏ nơi mà họ sinh ra và lớn lên. Họ còn luyến tiếc nhà của họ. Vì vậy, họ trở về thăm căn nhà cũ của mình. Hơn thế nữa, mặc dù gia đình Vy Oanh được chính quyền cấp phát căn nhà này, nhưng chính phủ đã tịch thu căn nhà của chủ trước mà thôi. Trong đầu tôi năm ấy có 2 điều phân vân. Điều thứ nhất là tôi muốn nói sự thật về căn nhà mà bạn tôi đang sống và muốn khuyên cô ta nên cúng kiến xin phép người đã khuất được sống nơi này cho bình an. Điều thứ hai mà tôi lo ngại, bạn tôi và bố của cô ấy cho tôi là mê tín dị đoan nếu tôi nói điều này. Bởi vì có đôi lần tôi hỏi cô ấy là khi dọn vào nhà này bố mẹ cô ta có cúng kiến gì hay không, thì Vy Oanh cười như nắc nẻ, rồi cô ta đập vào vai tôi rồi nói, ôi dào, có mà vẽ chuyện. Chúng tớ có tin tưởng ma quỷ thánh thần đâu mà cúng với trả kiến. Cậu nghĩ sao mà nói như vậy chứ? Chẳng tâm linh, lương tâm gì sắc. Chúng tớ chỉ cần lương tháng mà thôi. Tôi về thưa với mẹ tôi về tình cảnh của mẹ Vy Oanh và những điều băn khoăn của tôi. Mẹ tôi nói với tôi, Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù độ. Rồi mẹ khuyên tôi nên nói thật với Vy Oanh, rồi để cô ấy tự quyết định việc nhà của mình. Chứ tôi không nên thay mặt gia đình cô ấy để ra một quyết định gì cả. Theo lời khuyên của mẹ, tôi đã lấy hết can đảm và hết sức đắn đo nói với Vy Oanh những điều mà tôi muốn nói. Thật là bất ngờ, Vy Oanh cảm ơn tôi đã báo cho cô ta biết sự thật về gốc tích căn nhà và lời khuyên của tôi. Sau đó khoảng một tuần lễ, Vy Oanh nói cô ta đã chứng kiến tình trạng của mẹ và chính bản thân cô ấy đã thấy và cảm nhận được những điều bất bình thường xuất hiện trong căn nhà mà cô ta đang ở đây. Nay thì trong sự suy nghĩ của cô ta về thế giới tâm linh đã thay đổi. Nhưng mà Vy Oanh rất lo ngại về phần bố của mình. Bởi vì bố của Vy Oanh không những không tin thần thánh hoặc tâm linh mà còn thường hay phỉ báng hoặc thách thức. Vài tuần sau đó Vy Oanh nhờ tôi mua tất cả những thứ cần thiết cho việc cúng kiến. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ cúng và chưa từng thấy ai cúng bao giờ. Rồi nhân một ngày bố Vy Oanh đi công tác ở Hà Nội, tôi đến nhà Vy Oanh trần thiết một cái bàn thờ có đầy đủ hoa, trái cây, bánh trái, thịt heo luộc, cua luộc, hột vịt luộc, heo quay, bánh bao, nhang đèn và giấy tiền vàng mã ở trên sân thượng để cúng thổ thần thổ địa và chủ nhân của căn nhà trước kia. Sau khi tôi giúp Vy Oanh cúng kiến thì tình trạng sức khỏe của mẹ Vy Oanh dần dần thuyên giảm và các bóng ma không còn xuất hiện trong căn nhà của Vy Oanh nữa. Rồi có một lần, Vy Oanh đã thật sự gật đầu đồng ý với tôi và công nhận một điều, chung quanh chúng ta có một thế giới vô hình hiện hữu song song với cái thế giới hữu hình của chúng ta và có thờ, có thiên thì có kiền, có lành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam tính cho đến ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6. Thì là Kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 505 và là chuyện Bên Lề 1479. Với các câu chuyện ma heo và cô gái Khmer của bác Như Nguyễn, câu chuyện âm hồn của núi rừng của bác Sơn và câu chuyện căn nhà bị tịch biên của bác Phương Nam. Kỳ tới sẽ là chuyện Bên Lề 506 với những câu chuyện của bác Thiên Ân như tìm lại cội nguồn, rồi câu chuyện của bác Phối Văn tất cả đã sang bằng, rồi câu chuyện nấm mộ bên đàn của bác Ngọc Trâm, câu chuyện hồn ma cô gái Nhật của Gia Văn, rồi câu chuyện trở về từ cõi chết của bác Kiến Phát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị qua những Kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Việt Thảo đã chọn rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Đó, trời ơi, ngước này. Úi chà, quá đẹp luôn. Việt Thảo thường hay ăn buổi sáng, ăn thế cho điểm tâm, chọn cái này. Ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa. Cao máu, tiểu đường, gan rồi nhuận trường, tốt cho mắt hay là da vẻ đẹp vậy là có hết nha. Cái này Việt Thảo ăn mỗi ngày. Tôi ăn tôi nhớ tới các chùa hoặc là các vị nào ăn chay. Trời ơi, cái này là thích hợp luôn. Sáng thức dậy ăn được, trưa ăn được, chiều ăn được, tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được. Mà ăn như này là ăn chay mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha, giúp cho tuổi già, giảm huyết áp, nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa, mắt sáng lên, da dẻ đẹp ra, chống lão hóa. Ôi chắc nhiều thứ lắm, tại nó có nhiều kali và vitamin D trong đó nữa. Dạ. Chúng tôi phân phối những sản phẩm của công ty Nữ Hoàng Rong Nho trên toàn thế giới. Riêng tại Virginia thì chúng ta có thể mua trực tiếp nha, tại Eden Supermarket ở ngay trong Eden Center, để cho các bạn ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khi đi chợ đi mua hàng hóa, đi mua nhu yếu phẩm về để dùng cho nơi mình ở, có thể ghé vào Eden Supermarket, có đủ rong nho rong biển cho mình. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn. Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ, mình hiểu biết được, nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một. Khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc, đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.